À, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn về cái hướng dẫn làm thủ tục xin visa vĩnh trú. Hôm trước mình có giới thiệu cho các bạn sơ lược về cái visa vĩnh trú rồi, thì hôm nay mình xin trình bày cụ thể cho các bạn hơn về cái thủ tục xin visa vĩnh trú. Về cái thủ tục xin visa vĩnh trú á, thì mình xin trình bày cho các bạn gồm có những cái yêu cầu như thế sau. Nó gồm có 11 cái yêu cầu liên quan đến thủ tục xin visa vĩnh trú. Thứ nhất là đơn xin vĩnh trú, thứ hai là ảnh ảnh 34, thứ ba là lý do xin vĩnh trú, thứ tư là tài liệu chứng minh mối quan hệ gia đình, thứ năm là giấy chứng nhận công dân, thứ sáu là giấy chứng nhận đang làm việc, thứ bảy là giấy chứng nhận mình đóng hai loại thuế trong 3 năm gần nhất, thứ tám là giấy chứng nhận một trong hai loại tài sản, thứ chín là bản gốc hộ chiếu, thứ 10 là bản gốc thẻ cư trú, thứ 11 là các giấy tờ liên quan đến người bảo lãnh. Thì mình sẽ trình bày cụ thể cho các bạn hơn về từng cái hạng mục một. Thứ nhất là về đơn xin vĩnh trú. Đơn xin vĩnh trú này thì mình có thể lên trên mạng mình tải về, hoặc là mình có thể lên cái nơi cư cư can đi câu cứa để mà mình xin về cũng được. Cái thứ hai là ảnh ảnh với cái kích thước là 3 và 4, thì cái ảnh này mình có thể mình tự chụp để mà mình rửa nó ra cũng được, hoặc là mình đến các máy chụp hình tự động để mình rửa để mình chụp cũng được. Thứ ba là cái lý do xin vĩnh trú, thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cụ thể hơn về cái cách viết cái đơn xin vĩnh trú này trong một cái video khác nha các bạn. Hôm nay mình chỉ trình bày cho các bạn sơ lược về những cái hạng mục cần làm trong cái thủ tục xin vĩnh trú thôi. Cái lý do xin vĩnh trú này là mình phải tự viết tay nha các bạn. Thì ví dụ như là cái lý do xin vĩnh trú này thì mình sẽ trình bày là ví dụ như mình họ tên của mình, ngày tháng năm sinh của mình sinh ra và lớn lên ở đâu, và lý do tại sao mình đến Nhật, và lý do tại sao mình sống ở Nhật và làm việc ở Nhật. Thì trong quá trình sống và làm việc đó đó thì mình cảm thấy Nhật có cái gì đó mà mình yêu thích chẳng hạn, và mình muốn xin vĩnh trú ở Nhật chẳng hạn. Hoặc là đơn giản là mình có thể nói là lý do là mình muốn xin vĩnh trú để thuận tiện cho cái vấn đề là mình đi làm ở Nhật chẳng hạn, chỉ đơn giản vậy thôi. Cái thứ tư là cái tài liệu chứng minh mối quan hệ gia đình. Cái tài liệu chứng minh mối quan hệ gia đình này là chỉ dành cho cái đối tượng mà có tư cách visa theo gia đình, hoặc là kết hôn với người có tư cách vĩnh trú, hoặc là kết hôn với người Nhật. Ví dụ như mà mình làm bản thân mình không thì không cần cái tài liệu này nha các bạn. Ví dụ như mà mình sống chung với vợ con của mình, mà mình cũng muốn cho vợ mình xin vĩnh trú luôn với mình, thì cái người vợ muốn xin vĩnh trú chung với mình thì phải có một cái giấy tờ chứng minh mối quan hệ gia đình. Thì cái giấy tờ chứng minh mối quan hệ gia đình này nó gồm có những gì? Nó là thứ nhất là hộ khẩu gia đình, cái thứ hai đó là giấy khai sinh. Nếu mà mình có con á, thì mình sẽ cần cái giấy khai sinh này nha các bạn. Giấy khai sinh này là giấy khai sinh ở Nhật các bạn, hoặc là mình cũng có thể, nếu mà con mình sinh ở Việt Nam thì mình lấy giấy khai sinh ở Việt Nam cũng được, nhưng mà mình phải dịch lại tiếng Nhật. Cái thứ ba là cái giấy đăng ký kết hôn. Giấy đăng ký kết hôn này là giấy đăng ký kết hôn của mình ở Việt Nam cũng được, hoặc là mình đăng ký kết hôn ở Nhật cũng được. Và cái hộ khẩu gia đình này á, là mình lên trên C mà mình đang sống á, mình sinh. Thì tiếng Nhật mình cũng có ghi tiếng Nhật ở đây, thì có cái phiên âm đây nè, thì các bạn cứ ghi lại cái này, mình lên trên C mình trực tiếp mình nói là mình xin cái giấy này thì thôi, người ta sẽ cho mình thôi đó. Thì mình phải có các giấy tờ, ba loại giấy tờ này kèm theo nha các bạn. Và cái thủ tục thứ năm đó là cái giấy chứng nhận công dân, là Zhuming Hiệu đó. Thì giấy chứng nhận công dân này là mình phải lên trên C mình xin. Và cái giấy chứng nhận này là mình phải nói rõ là có đảm có ghi toàn bộ các thành viên trong gia đình của mình. Nếu mà một mình đó thì là một mình là được rồi, không sao. Nhưng mà nếu mà chung gia đình đó thì mình phải cần phải có cái chứng nhận là toàn bộ các thành viên gia đình của mình, nghĩa là trên cái giấy đó nó ghi toàn bộ các thành viên trong gia đình của mình. Cái thứ sáu đó là giấy chứng nhận đang làm việc. Nếu như mà mình đang làm việc cho một công ty nào đó đó, thì mình sẽ xin cái giấy chứng nhận đang làm việc tại công ty. Thì cái giấy đó gọi là Jai Shoku Shomeisho nha các bạn.
Cái thứ hai là nếu như mà mình tự kinh doanh á, ví dụ như mình mở quán ăn hay là mở nhà hàng hay là mình mở một cái shop hay gì đó chẳng hạn, thì mình phải có các giấy tờ sau. Thứ nhất là bản khai báo thuế, mà bản copy thôi nha các bạn. Bản sao giấy phép kinh doanh và cái giấy chứng nhận toàn bộ lý lịch kinh doanh của mình. Nó cần phải có ba loại giấy này. Và thứ bảy đó là cái giấy chứng nhận đóng hai loại thuế trong 3 năm gần nhất. Nó là phải liên tục trong 3 năm gần nhất nha các bạn. Thứ nhất đó là thuế thu nhập. Cái thứ hai đó là thuế thị dân. Thì mình hai cái giấy thuế này mình lên trên C á, mình xin thì họ sẽ cho mình cái giấy này thôi các bạn nha. Còn cái lúc nãy mình nói là cái giấy chứng nhận đang làm việc tại công ty, đó là mình trực tiếp mình lên công ty mình xin, xin công ty mình thì họ sẽ cho mình cái giấy chứng nhận làm việc này. Nếu như mà mình kết hôn với người Nhật hoặc là kết hôn với người có tư cách vĩnh trú á, thì chỉ cần cái giấy chứng nhận đóng hai loại thuế này trong 1 năm gần nhất thôi nha các bạn. Cái thứ tám là giấy chứng minh một trong hai loại tài sản như sau. Bản sao sổ ngân hàng, như là mình chứng minh là mình đang có một cái khoản tiền mình dự trữ trong tài khoản ngân hàng của mình đó. Thì cái này cũng không có rõ ràng lắm, thì cũng tùy chỗ là người ta có yêu cầu mình cần cái sổ ngân hàng này hay không nữa. Như lúc lúc trước mà mình xin đó thì chỗ của mình họ không có đòi hỏi cái sổ ngân hàng này nên mình không có nộp. Còn có những người khác á, thì họ cần cái bản sao sổ ngân hàng này, cho nên là mình có thể là ví dụ như mình không không có đủ yêu cầu thì mình có thể mượn mượn tiền của bạn bè hay gì đó, mà mình chỉ cần mình bỏ vào cái sổ ngân hàng, sau đó mình copy lại mình đem đi nộp cho thôi nhé các bạn, cũng không có cần phải phức tạp lắm đâu nha. Cái này rất là đơn giản. Cái thứ hai là giấy chứng nhận đăng ký bất động sản, ví dụ như mình có cái bất động sản, mình có sở hữu bất động sản, ví dụ như mình có sở hữu nhà hay sở hữu đất hay gì đó ở Nhật, thì mình có thể copy những cái giấy này để mà mình đem lên mình nộp chung. Thì thật ra hai cái một trong hai giấy này đó để chứng minh cho cái sở trục quốc biết là mình có đủ khả năng tài chính mình lo cho bản thân mình không có bị lệ thuộc vào ai hết chẳng hạn. Thì chính vì vậy mà cái bản sao sổ ngân hàng này mình chỉ cần một cái khoản tiền rất là nhỏ thôi, không có cần nhiều. Ví dụ như đơn giản, ví dụ như mình khi mà mình nghỉ làm một công ty nữa thì mình vẫn có một số tiền để mà mình xoay sở trong 1 tháng hay 2 tháng gì đó chẳng hạn, 30 măng hay là 40 măng gì thôi, cũng không cần nhiều lắm. Cái thứ chín là bản gốc hộ chiếu, là cái hộ chiếu của mình đó nha các bạn. Mình phải đem bản gốc lên để mà mình đối chiếu. Và cái thứ 10 là bản gốc thẻ cư trú, cái thẻ cư trú của mình đó. 11 đó là các giấy tờ liên quan đến người bảo lãnh. Nếu mà họ cái yêu cầu người bảo lãnh á, thì họ sẽ yêu cầu những cái giấy tờ như thế này. Thứ nhất là giấy chứng nhận bảo lãnh. Cái giấy chứng nhận bảo lãnh này á, là mình cũng có thể lên C mình lấy, hoặc là mình có thể đánh cái tên này vào trên trang mạng á, rồi mình load nó về, rồi mình nhờ một cái người nào đó ghi giấy bảo lãnh này cho mình. Thì cái bảo lãnh này là một cái người có tư cách vĩnh trú ở Nhật, hoặc là một cái người Nhật nào đó chẳng hạn, nếu mà mình quen biết họ thì mình có thể nhờ họ ghi cái giấy bảo lãnh này cho mình. Thì cái thứ hai nữa người ta yêu cầu đó là nếu mà cái người bảo lãnh này mà đang làm việc á, thì cần có giấy chứng nhận đang làm việc tại công ty. Ví dụ như cái người đang làm việc tại công ty đó thì cần cái giấy chứng nhận đang làm việc tại công ty của người đó. Ví dụ trên giấy bảo lãnh này thì có ghi gì, có ghi họ tên người bảo lãnh nè, có ghi tên, có địa chỉ người bảo lãnh là đang làm việc tại công ty nào, và cái mối quan hệ của mình với người bảo lãnh đó, ví dụ là bạn bè hay là thậm chí mình có thể nhờ cấp trên của mình, leader của mình đó ghi cho mình cũng được, không có sao hết. Thì người Nhật họ sẵn sàng họ ghi cái này cho mình chứ không có, họ không có khó khăn đâu nha các bạn. Lúc trước mình cũng có một cái có tờ giấy chứng nhận này nè, nhưng mà cái yêu cầu thứ hai là cái giấy chứng nhận đang làm việc đó, thì trên C nó trên nêu căn họ không yêu cầu mình, cho nên lần trước mình không có nộp, nhưng mà theo học quy tắc là nó phải có cái này. Thì nếu như mà mình muốn chuẩn bị thì mình cũng có thể chuẩn bị cái này để mà mình nộp cũng được. Nếu như mà cái người bảo lãnh á, là không phải là người đang đi làm á, mà là cái người đang kinh doanh á, thì lại cần các giấy tờ chứng nhận như sau, như là cái bản sao giấy khai báo thuế của cái người bảo lãnh, cái bản sao giấy phép kinh doanh của người bảo lãnh, và cái giấy chứng nhận toàn bộ lý lịch kinh doanh của người bảo lãnh.
thì cái này nó hơi phiền phức chút xíu nha các bạn, cho nên mình nghĩ là nếu như các bạn muốn tìm người bảo lãnh đó, thì tốt nhất là tìm cái người bạn nào đó người Nhật hoặc là cái bạn nào đó người Việt mà có tư cách vĩnh trú rồi đó, đang sống và làm việc ở Nhật á, thì họ ghi cái bảo lãnh đó thì mình thấy nó đơn giản hơn nhiều lắm. Và cái cuối cùng đó là cái giấy chứng nhận đóng hai loại thuế trong 3 năm gần nhất, cái bao gồm là thuế thu nhập và cái thuế thị dân. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn có thể vào Facebook Nhật Bản những điều cần biết để biết thêm nhiều thông tin mà mình giới thiệu cho các bạn trên Facebook của mình nhé. Chúc các bạn có thêm nhiều thông tin hữu ích và chúc các bạn có một ngày làm việc vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.